Ôi, anh nhận luôn vai chính luôn á. Ôi, không ngờ luôn đấy. Thế còn không biết sao nữa, chắc chắn là vợ của anh được tối ngày đổ rồi. Chào mày. Dạ. Em có quà đấy. Quà. Đây này, chắc là tối tiếp gì đấy. Thôi gặp cho anh nhá. Ờ. Để anh lên làm việc tiếp đây. Lại được Vân tặng hoa à? Dạ không ạ, hoa này mắc tiền lắm ạ. Để em gọi chụp cho chồng xem nhé. Thấy chưa ạ? Ủa, Phan xịn quá nhở? Vâng. Vợ thấy không ổn rồi đó. Tặng hoa thì được, tặng quà mắc tiền như thế này vợ ngại quá. Bây giờ mà nhận quà to thế này ngại lắm. Mà biết ai gửi không? Dạ không, anh Hùng đưa cho em chả biết là ai cả, chả nói gì hết trơn á. Thôi, chắc là em lên hỏi đi trả lại luôn. Em hỏi lại đi chứ không biết ai gửi cũng lo đấy. Vâng, vâng. Thôi tối về gặp chồng nhé, chồng làm việc ngoan. Em đây rồi. Dạ, gì? Cầm túi. Với lại anh cũng tra Google rồi. Cái túi này giá trị lớn quá. Bây giờ anh cầm về nhỡ may nó hỏng hóc mất mát cái gì thì chết anh à. Trời ơi, khổ em quá đi. Bây giờ em cầm chẳng khác nào mà em nhận. Thực sự là em không thích. Thôi anh cầm đi em. Con chào bác ạ. Mẹ. Dạ đây là anh Hùng trợ lý sản xuất của đoàn phim. Hôm nay ảnh qua anh đưa đồ cho con mẹ. Thế hả? Dạ. Thế sao con không mời anh vào trong nhà? Cháu vào trong nhà uống nước đã. Thôi bác ạ, cháu đến đây cháu đưa đồ cho em xong rồi là cháu đi có việc. Em cần nhá. Dạ, con xin phép bác ạ. Mẹ. Mẹ vừa đi đâu về ạ? Mẹ đi họp hội phụ nữ phường. Dạ. Mẹ ơi, để con làm cho. Quà gì thế? Ai tặng mà con có vẻ không thích à? Phan hâm mộ vô tình tặng con á mẹ. Nhưng mà lần trước họ tặng con hoa thì con thấy ok. Lần này họ tặng quà mắc tiền quá con ngại. Mà con đã trả rồi con đâu có nhận đâu. Nhưng mà lúc nãy anh Hùng lại qua đưa cho con lại. Hay nhỉ? Dạ. Fan hâm mộ mà tặng quà đắt tiền à? Thật ra nghệ sĩ nổi tiếng hay được tặng quà kiểu này lắm mẹ. Khán giả có điều kiện mến mộ cho nên họ tặng thôi. Còn con chưa lấy gì cả. Nên như vậy con thấy cũng vui. Nhưng mà thật ra con thấy khó xử với lại ngại lắm mẹ. Người ta yêu quý, người ta mến mộ mình, người ta tặng quà là người ta tự nguyện đấy chứ. Mình cứ coi như đấy là động lực để mình tiếp tục làm việc là được. Sao mà em để lại đoàn phim à? À lúc nãy anh Hùng đến qua anh đưa em. Anh nói quà mắc quá anh không dám cầm về. Thế thôi em cầm, để mai em tìm cách. Mai em trả lại người ta thế nào? Biết ai gửi không? Em không. Không biết thì trả lại như nào? Thì cho nên em mới tìm cách. Thực ra ban đầu là em tính post Facebook. Nhưng mà sợ post lên á, đồng nghiệp nói em khoe mẽ nên thôi. Em cũng có dặn mấy anh chị đoàn phim rồi. Nếu mà có shipper giao tới cứ gọi em ra để em từ chối luôn. Nhưng mà chỉ sợ shipper mà không gọi đúng người thì em khó từ chối lắm. À, hồi nãy em có gặp mẹ. Mẹ có nói là thì cứ coi như đây là động lực để mình có thể làm việc tốt hơn. Không nhất thiết phải từ chối. Hay là thế nhỉ? Đấy mới là lý do đúng không? Thì lý do đúng là em cũng thích cái quà đắt tiền đấy nên cũng không muốn trả lại chứ gì. Là sao ạ? Anh nói rõ thế rồi còn gì nữa. Sao bình thường em thông minh lắm rồi mà. Thái độ này của anh là ý gì ạ? Ý anh nói em là em thích quà mắc tiền á? Đúng thế rồi còn gì. Không đúng. Em không hề thích.
và em thực sự rất ngại. Chẳng qua là em không biết phải làm như thế nào thôi. Em nói ngại còn được, nhưng đừng nói là em không thích. Lần nào em được fan tặng quà xong em cũng bảo là em ngại. Anh thấy em ngại đâu, em thích quá còn gì. Hay là em chỉ nói là em ngại để cho anh vui? Chồng, hôm nay em bị làm sao đấy? Thôi là thôi thế nào ạ?